Tân Hoàng Minh, một ông lớn trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam, từng nổi tiếng với loạt dự án nghìn tỷ nằm ở nhiều vị trí đắc địa nhất của Hà Nội. Song, tập đoàn này cũng dính không ít lùm xùm liên quan đến hàng loạt các dự án. Mức đấu giá cao kỷ lục. Ông Đỗ Anh Dũng là người có vai trò quan trọng trong quá trình khẳng định vị thế hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản của ông lớn Tân Hoàng Minh. Từ năm 2006 trở đi, Tân Hoàng Minh bắt đầu đầu tư vào các dự án căn hộ siêu sang tại những khu đất vàng đắt giá của Hà Nội. Hiện tại, Tân Hoàng Minh gồm có nhiều công ty con và nắm giữ nhiều dự án tọa lạc trên đất vàng tại Hà Nội. Trong đó phải kể đến những dự án nổi bật như dự án D. Palais Louis Nguyễn Văn Huyên, dự án D. Le Pont d'Or Hoàng Cầu. Tập đoàn còn sở hữu nhiều dự án trên đất vàng tại thành phố Hồ Chí Minh như khách sạn Elegant cùng một cao ốc cho thuê khác ở số 23 Hàn Thuyên. Đi cùng với tên tuổi, thời gian qua, tập đoàn này cũng dính nhiều lùm xùm tai tiếng. Cụ thể như cuối năm 2021, thị trường bất động sản choáng váng trước thông tin ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch hội đồng quản trị Tân Hoàng Minh, gửi tâm thư xin tự nguyện đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá tài sản 4 lô đất cùng mang ký hiệu 3-12. Có diện tích 10.060m² với giá 24.500 tỷ đồng, tương đương giá 2,45 tỷ đồng trên mét vuông ở khu chức năng số 3 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh, do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, thành viên tập đoàn Tân Hoàng Minh, sở hữu. Đây có thể xem là mức giá kỷ lục cho một mét vuông đất tại Việt Nam hiện nay, và từ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá lô đất này, Tân Hoàng Minh, đơn vị vi phạm hợp đồng, đã bị phạt số tiền gần 600 tỷ đồng theo chế tài quy định. Trong tâm thư, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tân Hoàng Minh chia sẻ, sau khi chúng đấu giá với giá cao, chúng tôi đã suy nghĩ và lắng nghe rất nhiều dư luận xã hội theo nhiều chiều khác nhau và thấy rằng kết quả chúng đấu giá ở mức cao như vậy có thể dẫn đến hệ lụy không tốt. Chúng tôi nghiêm túc kiểm điểm và nhận thấy rằng việc chúng đấu giá với kết quả trên sẽ dẫn đến sự xáo trộn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản nói riêng và kinh tế nói chung. Phân tích thêm về việc đấu giá đất ở Thủ Thiêm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho rằng, việc 1 mét vuông đất ở Thủ Thiêm có giá 2,4 tỷ đồng, trong khi hạ tầng chưa đồng bộ so với khu vực quận 1 là bất thường. Theo đó, kết quả đấu giá đất ở Thủ Thiêm là điển hình làm nhiễu loạn thị trường. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Horea cho hay, kết quả chúng đấu giá 4 lô đất vàng ở Thủ Thiêm với mức giá quá cao so với giá trị thực tại thời điểm hiện tại đang gây bất lợi cho sự phát triển ổn định, bền vững của thị trường bất động sản. Nó có thể tác động tiêu cực lan tỏa đến tất cả phân khúc thị trường bất động sản theo hiệu ứng bình thông nhau, gây trở ngại cho việc thực hiện mục tiêu kéo giảm giá nhà ở thương mại. Trước đó, doanh nghiệp này cũng đã từng dính tai tiếng liên quan đến việc bỏ cọc. Cụ thể như vào tháng 6 năm 2015, Tân Hoàng Minh từng trúng thầu khu đất vàng 3.000m² tại số 23 Lê Duẩn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh với mức giá cao nhất 1.430 tỷ đồng, cao gấp 2,6 lần giá khởi điểm, rồi sau đó đề nghị hủy kết quả. Đến tháng 6 năm 2016, doanh nghiệp này lại đề nghị được tiếp tục mua lô đất trên xây dựng khu phức hợp văn phòng, trung tâm thương mại dịch vụ, quý 3 năm 2017 sẽ khởi công. Tuy nhiên, sau đó việc khởi công không được thực hiện. Đến năm 2019, mảnh đất này đã được chuyển nhượng cho Techcombank. Hàng loạt dự án bị sơ gáy, từ vụ đấu giá đất tại Thủ Thiêm, xác định các dấu hiệu bất thường và trước khi có tâm thư của Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng xin đơn phương bỏ cọc, chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá lô đất 3-12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, C03, Bộ Công an đã vào cuộc xác minh loạt dự án bất động sản của Tân Hoàng Minh. Cụ thể, C03 đã đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các sở, ban ngành của thành phố Hà Nội cung cấp các văn bản pháp lý do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ký duyệt liên quan tới 11 dự án bất động sản này của Tân Hoàng Minh, tài liệu liên quan đến việc chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư, quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước liên quan đến 11 dự án của tập đoàn Tân Hoàng Minh tại Hà Nội. Các dự án gồm D. Le Pont d'Or Hoàng Cầu, Palais Louis Nguyễn Văn Huyên, Le Roy Soleil Quảng An, Tây Hồ, D. San Raffles Hàng Bài, Tân Hoàng Minh Đại Cổ Việt D, Jardin Royal. Điều đang nói, ba trong danh sách 11 dự án của Tân Hoàng Minh tại Hà Nội đang tiếp tục nằm trong phạm vi xác minh của cơ quan điều tra trước đó đã bị kết luận sai phạm, gồm dự án xây dựng chung cư CT1A Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, dự án khu nhà ở phía Đông Hồ Nghĩa Đô, Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, dự án xây dựng công trình hỗn hợp dịch vụ công cộng, thương mại, nhà trẻ và căn hộ chung cư Đặng Thái Mai, Quảng An, Tây Hồ.